Thưa quý vị, năm nay các hãng hàng không đều mở bán vé Tết sớm và hành khách cũng đã lựa chọn đặt vé sớm cho lịch trình di chuyển cuối năm để có giá vé tốt. Và lợi dụng tình hình nhộn nhịp trở lại của ngành hàng không cũng như xu hướng về nhà đón Tết của mọi người thì đã có những website giả mạo các hãng hàng không hoạt động khiến cho một số khách phải mất tiền quan và bị đánh cắp thông tin cá nhân. Để tránh nguy cơ mua nhầm vé máy bay giả, đảm bảo quyền lợi của hành khách cũng như của các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng. Hành khách cần cẩn trọng khi mua vé qua các kênh trung gian không có địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng. Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, hành khách nên truy cập vào các trang thông tin điện tử hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ hành khách của các hãng hàng không để tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc mua vé máy bay trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.